thẳng đường 3 năm 2 chi lăng đến cầu Giác Hội qua chợ Đông Ba, thẳng đường Trần Hưng Đạo để đến bến Ngân Lương Đình. Sau đó đoàn sẽ xuống lóc thuyền để tung ngân thẳng mẫu lên biển Huế Nam. Lần sai cả hồ tiên thi cờ chiêu chống sổ ra đi giờ dần tiếng nổ cung bất thẳng tâm có chén tinh thủy tẩy trần hồi phi. Khi nào chúng tôi xong ở trên này thì chúng tôi cũng sẽ phát lên di chuyển. Thank you.
tiếp đến là vương ngang, sau là tam cung vương màu, tiếp đến là màu cà và màu tím công. Sau đó là vương ngang và thứ ba là tam cung vương màu. Oh,
Nam Mô A Di Đà Phật.